Buổi sáng hôm nay chúng ta đến đây để thờ phượng Chúa. Thờ phượng Chúa chẳng những là đến ở trong nhà của Chúa, thờ phượng Chúa chẳng những là hát ca ngợi Chúa, thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời phán. Đức Chúa Trời là thần nên ai thờ lại Ngài phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Con nguyện thờ tôn với hết cả tâm hồn, hướng đến Chúa với trái tim tôn thờ, hướng đến Chúa với những câu ca ngợi khen. Tất cả chúng ta cùng hướng đến Chúa giờ này với tất cả tâm hồn của chúng ta để tôn thờ. Xin Hội Thánh mở lời Chúa trong thơ Roma đoạn 3, thơ Roma đoạn 3, câu 19 cho đến câu thứ 30. Roma đoạn 3, câu 19 cho đến câu thứ 30. Vả, chúng ta biết rằng những điều mà luật pháp nói là nói cho mọi kẻ ở dưới luật pháp, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại,
cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời, vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho đã bày tỏ ra ngoài luật pháp, tức là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Đức Chúa Giêsu Christ cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội. Bởi đức tin trong huyết đấng ấy, Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia trong buổi Ngài nhịn nhục, tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giêsu. Vậy thì sự khoe mình ở đâu đã bị trừ bỏ rồi? Bởi luật pháp nào? Luật pháp của việc làm chăng? Không phải, nhưng bởi luật pháp của đức tin. Vì chúng ta kể rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin, chớ không bởi việc làm theo luật pháp. Hay là Đức Chúa Trời chỉ Đức Chúa Trời của dân Giu-đa sao? Há chẳng cũng là Đức Chúa Trời của dân ngoại ư? Phải, Ngài cũng là của dân ngoại nữa. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng làm cho kẻ chịu cắt bì được xưng công bình bởi đức tin, cũng làm cho kẻ không chịu cắt bì được xưng công bình bởi đức tin nữa. Amen. Còn đây bao nỗi u buồn, cuộc đời hôm nay cho bao nhiêu tuổi hờn đắng cay, một đời miệt mài lầm than dài dầu sớm hơn bao năm tháng con môi mòn, tình ngày thương vẫn luôn vuông tròn, nguyện cậy trông Chúa từ đời con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con, từng ngày đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi. Đời con sao mãi ê chề, tình người hôm qua sao hôm nay tựa làn khói bay, và tình đời này đổi thay như một giấc mơ. Con tin Chúa thương con nhiều, dù đời con đơn đau trăm chiều, một uổi an Chúa là tình yêu. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con, tình ngày đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con, ngài hằng trời che cho con thoát những ngày tối tăm. Thank you.
chân ai vương vấn bên lòng. Tình ngày bao dung luôn cho con tròn niềm tin chung. Dù đường còn dài, ngày mưa đêm buồn mãi thôi, con luôn vững tin nơi ngài. Dù đời con sống trong u hoài, tình ngày luôn chiếu. Còn thoát những ngày tối tăm trần gian hôm nay, dù đổi thay như lá trên cành, tình người như vôi cho con trông cậy một Chúa thôi. Từng ngày như ước mơ dìu con qua từng tháng năm, con luôn bước trong ân tình. Gọi con sống trong an bình, ngài chờ con giữa anh mình. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình ngài đỡ đau cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Con thoát những ngày tối tăm, con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Từng ngày đã nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng trở che cho con qua những ngày tối tăm. Bốn trăm chín mươi bốn năm trước, vào ngày 31 tháng 10 năm 1517, một tu sĩ dòng Augustine người Đức tên là Martin Luther đưa ra 95 điều, gọi là 95 luận đề tại một ngôi nhà thờ tại Wittenberg, miền nam nước Đức. Lá thư ngỏ này gồm có 95 điều hay là 95 luận đề nhằm chống đối một tệ đoan của giáo hội lúc bấy giờ. Đó là tệ đoan bán bùa xá tội. Người bán bùa xá tội là Johann Tetzel, lúc đó đại diện cho giáo hội bán các tờ chứng chỉ gọi là bùa xá tội. Tùy theo tội nặng nhẹ hoặc là có giá trị bao lâu mà giá của các chứng chỉ này nhiều hay là ít. Người ta chẳng những mua tờ xá tội để chuộc tội trong quá khứ mà còn có thể mua tờ xá tội cho tương lai nữa. Nghĩa là mua tờ xá tội rồi thì phạm tội bao nhiêu nữa cũng được tha. Một trong những câu rao bán của Johann Tetzel lúc bấy giờ là câu sau đây: tiền vàng vừa đụng đáy rương, linh hồn bay thẳng thiên đường chẳng sai. Đây là một sai lầm lớn của giáo hội lúc bấy giờ, và Martin Luther đã viết 95 luận đề để phản đối với ước mong giáo hội sẽ cải cách. Nhưng giáo hội đã chẳng những không cải cách mà còn dứt phép thông công Luther, và chính quyền ra lệnh truy nã và người ta có thể giết Luther mà không bị tù tội. Cuối cùng Luther phải trình diện trước một tòa án và được yêu cầu phải từ bỏ quan điểm chống đối của mình. Nhưng mà trước tòa án đó Luther đã khẳng định như sau: cho đến khi nào kinh thánh hay là lý trí trong sáng thuyết phục được tôi,
Tôi bị ràng buộc với những lời Kinh Thánh mà tôi đã trích và lời của Đức Chúa Trời cầm giữ lương tâm tôi. Tôi không thể và cũng không chịu rút lại bất cứ điều gì tôi đã viết, vì làm như vậy là không an toàn và cũng không đúng, vì đi ngược lại với lương tâm. Xin Chúa giúp con. Unless I am convinced by the testimony of the scriptures or by clear reason, I am bound by the scriptures I have quoted and my conscience is captive to the word of God. I cannot and will not recant anything, since it is neither safe nor right to go against my conscience. May God help me. Và thưa quý vị, cuộc cải cách giáo hội bắt đầu từ đó. Phong trào cải cách giáo hội được kỷ niệm hàng năm vào Chủ nhật cuối tháng 10, được gọi là ngày cải cách Reformation Sunday. Đó là Chủ nhật tuần sau. Nhưng vì Chủ nhật tuần sau là ngày truyền giáo của Hội Thánh, cho nên hôm nay tôi sẽ nói về vấn đề cải cách giáo hội với đề tài công chính hóa hay là xưng công chính bởi đức tin. Có vị có ở trong tờ giảng bài đó. Công chính hóa hay là xưng công chính bởi đức tin là chủ đề của cuộc cải cách giáo hội và cũng là một trong những giáo lý vô cùng quan trọng mà chúng ta cần biết và chúng ta sẽ cùng nhau học buổi sáng hôm nay. Xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con, như những bài hát mà chúng con vừa hát, như những lời của Chúa mà chúng con vừa nghe, chúng con tạ ơn Chúa bởi vì nhờ ân sủng, nhờ đức tin mà chúng con được cứu. Chúng con được kể là công chính trước mặt Chúa. Đây là một giáo lý vô cùng quan trọng mà buổi sáng hôm nay chúng con muốn được nhắc lại, muốn được học lại. Xin Chúa soi sáng chính mình con, giúp đỡ chính mình con để con có thể trình bày vấn đề một cách đầy đủ, rõ ràng. Và xin Chúa Thánh Linh cũng mở lòng mỗi ông bà, anh chị em chúng con để chúng con tiếp nhận được lời của Chúa và thấy được sự quý giá, sự quý báu lớn lao mà Chúa dành cho chúng con trong ơn cứu rỗi của Ngài. Xin dạy chúng con buổi sáng hôm nay qua lời của Chúa, trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Martin Luther thấy giáo hội cần phải được cải cách vì tệ đoan bán bùa xa tội. Và tệ đoan đó đi ngược lại với một trong những giáo lý quan trọng nhất trong Kinh Thánh, đó là giáo lý cứu rỗi. Quý vị và tôi là những người tin Chúa, chúng ta được cứu. Cứu rỗi đó là điều rất là quan trọng. Giáo lý cứu rỗi xưa nay được dạy rõ ràng ở trong Kinh Thánh là nhờ ân sủng bởi đức tin. Ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó chẳng phải đến từ anh em bằng là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Ephesos đoạn 2 câu 8 câu 9. Nhưng mà cái việc bán bùa xá tội chủ trương là người ta có thể bỏ tiền bạc ra để mua sự cứu rỗi. Và ngoài tiền bạc còn có thể dùng công đức của mình để được cứu rỗi. Thưa quý vị, điểm khác biệt căn bản của đạo Chúa là ở đó. Mà nếu bây giờ giáo hội cũng chủ trương như vậy thì chẳng có gì khác với các niềm tin khác. Và đó là điểm căn bản mà Martin Luther dựa vào để cải cách giáo hội với ba thành ngữ bằng tiếng Latin quý vị có trong tờ chương trình. Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide. Sola Scriptura có nghĩa là chỉ dựa trên Kinh Thánh. Chỉ dựa trên Kinh Thánh. Only by Scripture. Sola Gratia là chỉ nhờ ân sủng. Chỉ nhờ ân sủng. Only by Grace. Sola có nghĩa là only, chỉ. Và Sola Fide, chỉ bởi đức tin. Only by Faith. Chỉ dựa trên Kinh Thánh, chỉ nhờ ân sủng và chỉ bởi đức tin. Cuộc cải cách giáo hội được dựa trên ba tiền đề quan trọng đó. Và thưa quý vị, đây là căn bản của niềm tin của quý vị và tôi. Quý vị và tôi, chúng ta đến đây thờ phượng Chúa, mỗi Chủ nhật chúng ta sống ở trong niềm tin đó. Chỉ dựa trên Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, chỉ bởi ân sủng của Chúa và chỉ bởi đức tin của chúng ta. Ba điều này đi chung với nhau, chúng ta được cứu là nhờ ân sủng của Đức Chúa Trời qua đức tin của chúng ta. Và điều này được dạy trong Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Và đây là thẩm quyền tối hậu của chúng ta. Mỗi Chủ nhật, tôi không giảng, tôi không nói điều gì khác hơn là Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời.
Và phân đoạn Kinh Thánh chúng ta sẽ cùng nhau học buổi sáng hôm nay là Thư Roma chương 3 câu 19 đến câu 26 chúng ta vừa nghe đọc. Có người đã nói như thế này: nếu tất cả quyển Kinh Thánh chúng ta đều mất hết, chỉ còn là Roma đoạn 3 câu 19 đến câu 26 thì cũng đủ dữ kiện, đủ điều cho chúng ta biết để mà được cứu. Thật đúng như vậy. Đây là một cái đoạn Kinh Thánh rất là quan trọng. Và giáo lý chúng ta sẽ cùng nhau học buổi sáng hôm nay là giáo lý xưng công chính bởi đức tin, hay là công chính hóa bởi đức tin. Tiếng Anh là justification by faith. Bởi vì cái chữ justification nó thường có cái nghĩa khác, cho nên chúng ta phải xác nhận cái chữ justification có nghĩa là được xưng công chính hay là công chính hóa. Đây là giáo lý mà Martin Luther đã tranh đấu để cải cách giáo hội 500 năm trước. Xưng công chính hay là công chính hóa cũng nói đến cái sự cứu rỗi, nhưng mà nhìn vào một khía cạnh đặc biệt của sự cứu rỗi. Cách đây mấy tuần chúng ta học về sự tái sinh, đó là một khía cạnh của sự cứu rỗi. Và cái công chính hóa là một khía cạnh khác của sự cứu rỗi mà chúng ta học hôm nay. Tại, có thể nói cái vấn đề tôi nói buổi sáng hôm nay, công chính hóa hay là xưng công chính bởi đức tin, là khía cạnh pháp lý của sự cứu rỗi. Khía cạnh pháp lý của sự cứu rỗi. The legal aspect of our salvation. Tại sao lại có cái vấn đề pháp lý trong sự cứu rỗi? Chúng ta phải nói đến vấn đề pháp lý trong sự cứu rỗi bởi vì vấn đề của con người là vấn đề tội lỗi. Vấn đề của con người là vấn đề tội. Tội là gì? Tội là vi phạm luật. Luật vi phạm luật thì phải có hình phạt. Và một trong những ý nghĩa của sự cứu rỗi là được tha tội, được ân xá. Ân xá liên quan đến luật, liên quan đến pháp lý của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị và tôi, chúng ta sẽ không có gì để nói nếu không có vấn đề tội lỗi. Chúng ta không cần tin nhận Chúa, không cần đi nhà thờ, không cần gì cả nếu không có vấn đề tội lỗi. Vì vậy, vấn đề căn bản đầu tiên của con người, của quý vị và tôi, đó là vấn đề tội lỗi. Vì tội mà có tất cả những nan đề ở trong đời sống cá nhân, trong đời sống gia đình, trong xã hội. Quý vị và tôi đang sống trong những ngày kinh tế khó khăn vì nhiều lý do khác nhau, nhưng mà một trong những nguyên nhân chính là vì lòng tham của con người. Người dân Libya sống lầm than suốt 40 năm cũng chỉ vì lòng tham, vì tội ác của một người mà thôi. Trong gia đình chúng ta có những hụt hạt, có những khó khăn, đó là vì tội. Tội ích kỷ, tội che giấu sự thật, tội dối trá. Xã hội gặp khó khăn vì người ta không sống thành thật, không sống ngay thẳng. Và chúng ta biết tội gây thêm tội. Và đây là điều quan trọng mà quý vị và tôi cần biết. Quý vị có biết là không phải vì phạm tội mà chúng ta trở thành tội nhân. Nhưng vì là tội nhân cho nên chúng ta phạm tội. We are sinners. Not because we sin. We sin because we are sinners. Tôi làm sai, tôi làm bậy. Bởi vì tôi là con người có tội cho nên tôi mới làm sai làm bậy. Không phải vì tôi làm sai làm bậy mà tôi trở thành con người tội lỗi. Tội lỗi nó nằm ở trong xương, ở trong máu, ở trong con người của chúng ta từ khi con người đầu tiên phạm tội. Tội lỗi làm băng hoại đời sống, hủy hoại đời người. Và vì vậy, quý vị và tôi cần được thanh tẩy tội lỗi, cần được tái sinh, cần được sinh lại. Và đó là điều chúng ta học cách đây 3 tuần. Tội lỗi làm hư hoại con người. Và vì vậy chúng ta cần được biến đổi, cần được tái sinh, cần được trở nên một con người mới. Nhưng mà thưa quý vị, đó mới chỉ là phân nửa của vấn đề tội lỗi. Đó là vấn đề cá nhân, nghĩa là vấn đề đối với tôi. Tôi là người có tội. Tôi phải ăn năn tội và đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu để được tha tội, để được hưởng ơn cứu rỗi. Đó là về mặt cá nhân giữa tôi với Chúa. Nhưng mà thưa quý vị, còn một cái khía cạnh khác của sự cứu rỗi mà tôi gọi là khía cạnh pháp lý của vấn đề tội lỗi. Tôi có tội, tôi cần được tha thứ, tôi cần được biến đổi. Điều đó xảy ra rồi. Đó là đối với tôi. Nhưng mà còn đối với Đức Chúa Trời là vị quan tòa nghiêm minh thì sao? Tôi mắc tội là mắc tội với Chúa và Chúa phải xử phạt tôi. Thiên bất dung gian, có tội là phải phạt. Nếu bây giờ Đức Chúa Trời tự nhiên tha tội cho tôi, Đức Chúa Trời không còn là Đức Chúa Trời nghiêm minh nữa mà là một Đức Chúa Trời dung dưỡng tội lỗi,
Bởi vì Chúa tha cho tôi mà cứ tự động mà tha thôi. Như vậy thì phải có một cái đường lối để giải quyết vấn đề tội lỗi của tôi. Nếu không thì Đức Chúa Trời không thể tha tội cho tôi được. Nếu Đức Chúa Trời tha tội cho tôi mà không có đường lối để thỏa mãn cái công lý của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời thành ra bất công, và như vậy có nghĩa là Ngài không còn là Đức Chúa Trời nữa. Đức Chúa Trời mà chúng ta tôn thờ là Đức Chúa Trời chí thiện, chí ái, chí thánh, chí công. Đức Chúa Trời không thể hành động ngược lại với những bản tính đó của Chúa. Khi nào Đức Chúa Trời đi ngược lại với những bản tính đó thì Chúa không còn là Đức Chúa Trời nữa. Và vì vậy mà tôi nói đến khía cạnh pháp lý trong vấn đề tội lỗi. Và đó chính là giáo lý công chính hóa, hay là xưng công chính bởi đức tin mà chúng ta hôm nay. Đây là một vấn đề thần học quan trọng mà mỗi chúng ta cần biết. Và cũng chính vì vấn đề này mà có cuộc cải cách giáo hội của Martin Luther 500 năm trước và có hội thánh tin lành hôm nay. Nói một cách ngắn gọn, quý vị và tôi chúng ta chẳng những cần được tái sinh, nhưng mà chúng ta cũng cần được công chính hóa. Tái sinh là đối với bản thân chúng ta, con người chúng ta, công chính hóa là đối với Đức Chúa Trời. Và thưa quý vị, đó là hai mặt của sự cứu rỗi. Giáo lý tái sinh và giáo lý công chính hóa. Tái sinh là đối với mình, công chính hóa là đối với Đức Chúa Trời. Quý vị thấy được vấn đề không? Và bây giờ chúng ta sẽ học về vấn đề công chính hóa. Chúng ta đã học giáo lý tái sinh hai tuần trước qua câu chuyện Chúa Giê-xu gặp ông Nicodem trong Phúc Âm Giăng chương thứ 3. Hôm nay chúng ta bước qua sách Công vụ các sứ đồ. Quý vị mở với tôi ở trong sách Công vụ các sứ đồ chương thứ 13. Công vụ các sứ đồ đoạn thứ 13. Công vụ các sứ đồ ghi lại công việc của các sứ đồ, những người học trò của Chúa Giê-xu khi đi rao giảng Phúc Âm. Và trong Công vụ các sứ đồ thứ 13 từ câu 38 đến 39, sứ đồ Phao-lô đến tại thành Antioch xứ Pisidi để giảng Phúc Âm lần đầu tiên. Và trong hai câu 38 và 39, sứ đồ Phao-lô giảng như những lời như thế này: Vậy hỡi anh em, khá biết rằng nhờ đấng đó, tức là nhờ Đức Chúa Giê-xu, mà sự tha tội được truyền, được giao truyền cho anh em, lại nhờ Ngài mà hễ ai tin thì được xưng công bình về mọi điều theo luật pháp Môi-se chẳng có thể được xưng công bình. Quý vị để ý thấy trong bài giảng của sứ đồ Phao-lô, ông dùng hai chữ. Chữ thứ nhất là tha tội, hay là sự tha tội ở trong câu 38. Và chữ thứ nhì là được xưng công bình. Nhờ đấng đó mà sự tha tội được giao truyền cho anh em, và nhờ Ngài mà hễ ai tin thì được xưng công bình. Quý vị thấy phân biệt hai chữ đó không? Được tha tội, được tái sinh, và được xưng công bình. Và phân đoạn Kinh Thánh chúng ta học hôm nay cũng vậy. Tức là quý vị mở lại Roma đoạn thứ 3. Quý vị mở Roma đoạn 3 câu 24 cho đến 26. Nếu quý vị dành thời giờ đi học Kinh Thánh tới thứ tư thì thấy rõ những bài này. Chúng tôi đã đi vào chi tiết những cái điểm ở tại đây. Nhưng đây là điều quan trọng nên tôi muốn nhắc lại buổi sáng hôm nay. Roma đoạn 3 câu 24 và 26 ghi như thế này: Và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình, nhưng không tức là miễn phí, không phải trả tiền nữa. Bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ, là đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội bởi đức tin trong huyết đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia trong buổi Ngài nhịn nhục, tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giê-xu. Quý vị để ý thấy những chữ công bình và xưng công bình được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần không? Xin quý vị gạch dưới những chữ này giúp tôi. Trong câu 24 có hai chữ xưng công bình và chữ chuộc tội. Câu 24, họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Quý vị thấy hai chữ đó không? Xưng công bình và chuộc tội. Và trong câu thứ 26, trong buổi Ngài nhịn nhục, tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại và tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giê-xu. Hai chữ chót, chữ công bình và chữ xưng công bình. Đức Chúa Trời là đấng công bình, là đấng công chính, và Ngài xưng công chính, hay là kể chúng ta là công chính ở trước mặt Ngài. Đức Chúa Trời chỉ là công bình khi Ngài xưng công bình người nào tin đến Đức Chúa Giê-xu. Quý vị thấy cái khẩu hiệu chỉ bởi ân sủng, chỉ bởi đức tin trong các câu này không?
Vấn đề tội lỗi của con người không thể giải quyết bằng tiền bạc, bằng công đức hay là bất cứ một phương tiện nào khác. Chỉ do ân sủng của Đức Chúa Trời, chỉ bởi đức tin nơi cái chết chuộc tội của Chúa Giê-xu. Buổi sáng hôm nay tôi chỉ có thời giờ để giải thích hai chữ trong các câu kinh thánh này. Chữ thứ nhất là chữ xưng công bình, hay là xưng công chính, hay là công chính hóa, justification. Và chữ thứ hai là chữ chuộc tội, redemption. Xưng công chính là một danh từ pháp lý, danh từ dùng trong tòa án. Và chuộc hay là chuộc tội là danh từ của các chợ nô lệ. Thưa quý vị, buổi sáng hôm nay quý vị sẽ thấy những điều này giống như là thần học cao siêu, nhưng mà không phải như vậy đâu. Đây là những điều rất là thực tế, và tôi ước mong là mỗi một chúng ta buổi sáng hôm nay sẽ thấm thía được ý nghĩa của hai chữ này, để rồi quý vị và tôi mới kinh nghiệm, mới thấy được cái sự cứu rỗi mà chúng ta đang hưởng nó quý báu và quan trọng là chừng nào. Chữ đầu tiên chúng ta học là chữ xưng công bình, hay là xưng công chính, hay là công chính hóa, justification. Vấn đề của con người, như chúng ta đã biết, là vấn đề tội lỗi. Tội lỗi từ trong xương tủy, di truyền từ tổ tiên, và chúng ta gọi đó là nguyên tội. Bất cứ một người nào sinh ra trên trần gian này cũng đều có tội cả. Nguyên tội, di truyền từ tổ phụ. Và chẳng những chúng ta có nguyên tội trong con người chúng ta, khi bắt đầu lớn lên là chúng ta cũng bắt đầu phạm tội. Không cần phải đợi lâu đến trưởng thành mới phạm tội. Trẻ con nó cũng đã phạm tội rồi. Và tội chúng ta phạm là từ trong tư tưởng, lời nói đến việc làm, không nhất thiết là phải đi làm cái chuyện gì gian ác. Trong ý nghĩ, trong lời nói, trong việc làm của chúng ta. Những điều đó gọi là kỷ tội. Kỷ tức là tự mình, tội của bản thân mình. Chúng ta có nguyên tội, chúng ta có kỷ tội. Tôi dùng một vài danh từ của tòa án ở đây để quý vị thấy rõ. Khi một người phạm một tội, thì người đó sẽ bị đem xử trước tòa án. Và sau khi xử án, thì tòa sẽ tuyên bố, hay là vị quan tòa sẽ tuyên bố người đó có tội hay không. Guilty or not guilty. Và cái điều đó được gọi là phán quyết của tòa án. Quý vị thấy chữ phán quyết tôi ghi ở trong giảng bài. That's the verdict. Mỗi một người, một tội nhân khi ra trước tòa, sau khi được xử có một cái verdict, có một cái phán quyết, có tội hay là không có tội. Nếu phán quyết là có tội, thì vị quan tòa sẽ phải quyết định về bản án hay là hình phạt đối với tội đó, tức là sentence. Quý vị thấy hai cái bước đó trong tòa án không? Thứ nhất là phán quyết, có tội hay là không? Nếu có tội, thì cái bản án là gì? What is the sentence? Quý vị thấy rõ điều đó, phán quyết và bản án. Ví dụ như tội cố sát thì bản án là chung thân chẳng hạn. Hay là tội ngộ sát, bản án là 10 năm tù. Chúng ta phân biệt được phán quyết và bản án. Verdict and sentence. Phán quyết là có tội hay không? Bản án là phạt như thế nào? Và sau khi có bản án, người có tội phải thi hành cái bản án đó. Cho khi nào thi hành xong cái bản án đó, hay là có một quyết định nào khác của tòa án, thì công lý mới được thi hành đầy đủ. Thưa quý vị, đó là công lý của con người. Con người có tội mà còn có công lý đầy đủ rõ ràng như vậy. Con người tội lỗi mà phải phân xử nghiêm minh như vậy. Như vậy thì đối với Đức Chúa Trời thì sao? Quý vị và tôi là con người trước mặt Đức Chúa Trời, là con người như thế nào quý vị biết không? Roma đoạn 3 câu 23 nói gì? Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Trước mặt Đức Chúa Trời, quý vị và tôi, phán quyết của Đức Chúa Trời trên quý vị và tôi là gì? We are all guilty. Tất cả chúng ta đều là người có tội. Đó là lời dạy của Kinh Thánh. Và chúng ta cũng biết ở trong bản thân của mình nữa. Tất cả chúng ta đều là người có tội. Phán quyết của Đức Chúa Trời cho toàn thể nhân loại là guilty. Tất cả chúng ta đều là người có tội. Và nếu phán quyết là có tội thì bản án hay là hình phạt là gì? Roma đoạn 6, 23 nói gì? Vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Bản án của chúng ta là gì? Là bản án tử hình. Quý vị biết điều đó không? We are all guilty and the sentence is death sentence.
Thưa quý vị, chúng ta phải biết rõ điều đó, thấy rõ điều đó thì mới thấy cái kinh khủng của tội lỗi. Quý vị và tôi, tất cả chúng ta đều là tội nhân ở trước mặt Đức Chúa Trời, và bản án là chết, là đời đời phân cách với Đức Chúa Trời. Công lý của Đức Chúa Trời là như vậy. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời yêu thương. Chúa không muốn một người nào chết mất hết. Chúa muốn cứu tất cả. Nhưng mà cứu tất cả thì cũng hàm ý là không có thi hành bản án nữa. Đáng lẽ chúng ta chết mà không còn chết nữa. Mà nếu không thi hành bản án thì đâu còn là công chính, công bình, phải không quý vị? Quý vị đã từng thấy những vị quan tòa tại đây xử những cái người tội ranh ranh ra đó mà tha bổng, go free. Chúng ta thấy đó là bất công, chúng ta không chấp nhận được, huống chi là đối với Đức Chúa Trời. Vì vậy Đức Chúa Trời không thể là vị quan tòa bất công như vậy. Để có thể tuyên bố quý vị và tôi trắng án không có tội thì bản án phải được thi hành, công lý của Đức Chúa Trời phải được thi hành. Đức Chúa Trời phải làm như vậy thì mới có cơ sở để chúng ta không còn phải thi hành bản án nữa. Và đây là cách Đức Chúa Trời đã làm. Trở lại Roma đoạn 3. Và họ nhờ ân điển mà được xưng công bình, nhưng không bởi sự chuộc tội đã làm trọn ở đâu? Trong Đức Chúa Giêsu Christ. Sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Quý vị xem thêm với tôi một câu Kinh Thánh ở trong Roma đoạn 8. Roma đoạn 8 câu 3 và câu 4. Roma đoạn 8 câu 3 câu 4. By the way, đây là phần đoạn Kinh Thánh chúng ta học thuộc lòng cho lễ Giáng sinh. Quý vị nhớ học, đây là một đoạn Kinh Thánh quý báu vô cùng. Roma đoạn 8 câu 30 câu 4 ghi như thế này. Điều chi luật pháp không làm nổi tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Yêu cầu của luật Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Đức Chúa Trời làm như thế nào? Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta. Thì Đức Chúa Giêsu phải mang hình hài thể xác con người giống như chúng ta để làm gì? Và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt. Quý vị thấy câu đó không? Đức Chúa Trời đã thi hành bản án của Ngài rồi. Thi hành ở đâu? Thi hành nơi Đức Chúa Giêsu đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình hay là sự công chính mà luật pháp buộc phải làm, cái công chính Đức Chúa Trời buộc phải làm đó, được trọn trong chúng ta. Tức là Đức Chúa Giêsu đã làm rồi. Bây giờ Đức Chúa Trời kể như là chúng ta đã trả cái bản án hay là đã chịu án đó rồi. Và thưa quý vị, đây là tình trạng của chúng ta hôm nay. Quý vị và tôi là những người mắc tội trước mặt Chúa. We are all guilty. Phải như vậy không? Bản án chúng ta là chết, là tử hình. Có phải như vậy không? Và Chúa Giêsu đã đứng ra lãnh cái bản án đó thay cho chúng ta. Có lẽ quý vị nói rằng sao sáng nay một sư thị giảng một cái điều gì đơn giản, đây là chuyện cho những người chưa tin Chúa, chưa được cứu mới cần nghe điều này. Nhưng mà chúng ta cần ôn lại cái điều này để thấy rõ cái sự quý báu vô cùng và cái kinh khủng vô cùng nếu chúng ta không được tha tội. Chúa Giêsu đã chết và công lý của Đức Chúa Trời đã được thi hành. Và vì vậy bây giờ Đức Chúa Trời có thể tuyên bố quý vị và tôi được trắng án vì Chúa Giêsu đã lãnh án thay cho chúng ta. Thưa quý vị, xưng công chính là như vậy. Quý vị và tôi có tội không? Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời nói rằng các con không có tội nữa. Tại sao? Bởi vì Chúa Giêsu đã lãnh án đó thế cho các con rồi. Quý vị thấy được điều đó không? Chúng ta đều là người có tội, nhưng mà Đức Chúa Trời có thể tuyên bố chúng ta là người vô tội nhờ cái chết của Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời có hình phạt tội lỗi của chúng ta để thỏa mãn công lý của Ngài, nhưng mà Đức Chúa Trời hình phạt qua Chúa Giêsu. Quý vị thấy điều đó không? Dựa vào cái chết của Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời có thể tuyên bố tôi vô tội. Thưa quý vị, công chính hóa hay là xưng công chính là như vậy. Tôi không có công chính, nhưng mà Đức Chúa Trời làm cho tôi được trở nên công chính nhờ cái chết của Chúa Giêsu. Điều duy nhất mà ta phải làm là gì? Là tin. Xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giêsu. Chúng ta nhớ Đức Chúa Trời là vị quan tòa nghiêm minh, Ngài phải hình phạt tội lỗi, Chúa phải hình phạt tội. Nhưng khi tôi đặt đức tin nơi Chúa Giêsu, tin rằng Chúa đã chết thay cho tôi, thì Đức Chúa Trời khi nhìn vào tôi, Ngài không còn thấy tội của tôi nữa. Mà Đức Chúa Trời nhìn thấy gì quý vị biết không? Ngài nhìn thấy máu của Chúa Giêsu phủ tất cả tội lỗi của tôi. Đó là tất cả ý nghĩa của những bài hát của chúng ta hát buổi sáng hôm nay. Dầu tội của tôi đỏ như máu, hồng như gì đi nữa, thì Đức Chúa Trời tha tội cho tôi. Không phải là vì tôi tốt và tôi trả tiền hay tôi làm công đức, nhưng mà Đức Chúa Giêsu đã gánh tất
cả tội lỗi của tôi. Đức Chúa Trời chỉ nhìn thấy Đức Chúa Giê-xu chịu chết vì tôi, không phải là tôi nữa. Quý vị thấy không? Và chính vì vậy là ý nghĩa mà câu Phao-lô nói rằng tôi đã bị đóng đinh và thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa. Tôi bị đóng đinh và thập tự giá với Đấng Christ có nghĩa là gì? Đức Chúa Giê-xu đã chịu chết 2.000 năm trước. Nhưng mà Đức Chúa Trời kể như tôi cũng đã chịu án khi Đức Chúa Giê-xu chịu án thế cho tôi trên thập tự giá đó. Tôi không còn phải trả cái án đó nữa. Đức Chúa Trời kể tôi là công chính vì công lý của Ngài đã được thực hiện trong cái chết của Chúa Giê-xu và với đức tin của tôi nơi Ngài. Hôm thứ Sáu vừa qua có một vụ bắn nhau ở một trường học ở New York. Và có một bà mẹ đã lấy tay phủ lên con của mình. Và bà đã chết. Nhưng đứa con của bà sống. Đó cũng là cái ý nghĩa cái chết của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã phủ lên chúng ta, ôm chúng ta. Và Chúa đã gánh chịu cái chết đó để chúng ta không còn phải chết nữa. Và vì vậy tôi không thể cố gắng hay là bỏ tiền bạc hay làm bất cứ điều gì để được tha tội. Vì Đức Chúa Giê-xu đã làm tất cả cho tôi rồi. Tôi chỉ cần tin, chỉ cần tiếp nhận thì tất cả công chính của Chúa Giê-xu sẽ quy vào cho tôi, sẽ áp dụng cho tôi. Cũng giống như trong cách mà người ta, trong các dịch vụ của ngân hàng. Ví dụ như mình mắc nợ ai rồi đó. Put it in my account. Put it in my check. Tức là mình không phải trả tiền nữa, mình mắc nợ, mình không phải trả nữa, có phải như vậy không? Thỉnh thoảng chúng tôi được có một cái kinh nghiệm thích thú như thế này. Là có khi chúng tôi đi ăn ở ngoài tiệm đó. Thì sau khi ăn đến để trả tiền, thì cái người tính tiền nói rằng, à, hồi nãy có cái ông bà đó trả tiền cho ông bà mục sư rồi. À, cho ông bà rồi, không biết tôi là mục sư. Thì có những người thấy chúng tôi đi và trả tiền thế thì chúng tôi không phải trả tiền nữa. Quý vị thấy điều đó không? Và đó là điều mà Đức Chúa Giê-xu đã làm. Chúng ta phải trả cái giá tội. Nhưng mà Đức Chúa Giê-xu đã trả nợ tất cả cho chúng ta rồi. He paid it all. Quý vị nhớ cái lời cuối cùng Đức Chúa Giê-xu nói trên thập tự giá là gì không? Xong rồi. Hoàn tất đã được trọn. Và cái chữ đó trong nguyên văn chỉ là một chữ mà thôi. Ngày hôm nay khi quý vị trả tiền xe, trả tiền nhà xong rồi, họ đóng cái dấu vô cái gì quý vị biết không? Paid in full. Vì thích cái tờ giấy đó không? Và đó chính là điều mà Chúa Giê-xu đã làm cho chúng ta khi Chúa chịu chết. Paid in full. Chúng ta không phải trả một đồng nào và cũng không thể trả được nữa. Trả tức là chết thôi. Đời đời phân cách khỏi Đức Chúa Trời mà thôi. Quý vị thấy được ý nghĩa và giá trị của sự cứu rỗi xưng công chính là như vậy. Chữ thứ nhì mà chúng ta nhìn đây là sự chuộc tội. Mở lại Roma đoạn 3. Họ nhờ ân điển Ngài mà được trước hết là làm gì? Xưng công bình. Được kể là công chính, có tội mà bị kể như là không có tội. Và bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ, bởi vì Đức Chúa Giê-xu đã chuộc chúng ta. Chuộc là gì thưa quý vị? Chuộc là cái gì của mình? Mình đem đi thế vì mình bỏ tiền ra mình mua lại gọi là chuộc, phải không? Yeah. Và cái chữ chuộc ở đây đó, hay là chuộc tội tại đây đó, là được dùng ở trong các chợ nô lệ ngày xưa. Ngày xưa khi chế độ nô lệ còn thịnh hành thì người ta bán nô lệ, bán người cũng như bán gà, bán vịt, bán thịt, bán cá ở đây vậy đó. Mình cần một cái người nào khỏe mạnh hay làm công tác gì thì mình có thể bỏ tiền ra để mà mua. Và cái chữ chuộc ở đây nó mang ý nghĩa là mình ra ngoài chợ nô lệ đó, mình mua cái người đó về, mình chuộc cái người đó về, rồi mình cho người đó go free. Thưa quý vị và tôi là những người làm nô lệ cho tội lỗi. Và Đức Chúa Giê-xu đã phải mua chúng ta từ cái chợ nô lệ đó bằng cái gì? Bao nhiêu tiền? Chúng ta không có đáng giá gì cả, nhưng mà Chúa phải hy sinh chính mạng sống của Ngài để chuộc chúng ta khỏi cái chợ nô lệ đó. Chúa đã trả tất cả, Chúa đã chịu chết để chuộc chúng ta khỏi tội lỗi, buông tha, phóng thích chúng ta. Có lẽ quý vị nghe đến đây và nói rằng, so what, big deal, liên hệ gì đến tôi? Sáng nay đó là chuyện ông Mạc Tên Ly Tè 500 năm trước, chuyện xứng công chính bởi đức tin, nghe mệt quá. Thưa quý vị, có rất là nhiều bài học cho chúng ta áp dụng. Có nhất là 5 điều quý vị thấy có trong thời gian bài.
chúng ta ghi xuống 5 bài học quan trọng này. Bài học thứ nhất là tội lỗi là vấn đề nghiêm trọng. Tội lỗi là vấn đề nghiêm trọng. Đây không phải là chuyện giỡn chơi. Đây không phải là chuyện bình thường. Đức tin của chúng ta nơi Chúa Giê-xu là để cứu chúng ta khỏi tội. Bởi vì quý vị và tôi là những người có tội ở trước mặt Đức Chúa Trời. Hoặc tội ư thiên, vô sở đạo giả, mắc tội với trời, không có cầu cứu được vào một nơi nào được hết đó. Và cái bản án của quý vị và tôi là gì? Là chết. Là đời đời phân cách khỏi Đức Chúa Trời. Và thưa quý vị, tất cả nhân loại đều ý thức điều đó. Và vì vậy nhân loại cố gắng đi tìm ra một giải pháp để giải quyết cái vấn đề tội lỗi cho mình, để được giải thoát, để được cứu rỗi. Và đó cũng là cái điểm thứ nhì. Tội lỗi không thể giải quyết bằng đường lối của con người. Tội lỗi không thể giải quyết bằng đường lối của con người. Rồi chúng ta mắc tội với trời, không có cố gắng nào của con người có thể giải quyết được. Quý vị biết tại làm sao không? Bởi vì tất cả đều là tội nhân như nhau, làm sao mà giải thoát được? Có phải như vậy không? Tất cả ở tù như nhau, bây giờ tôi cho anh ra khỏi tù được không? Chỉ Đức Chúa Trời mới có thể cứu chúng ta được. Tội lỗi không thể giải quyết bằng đường lối của con người. Quý vị nghĩ rằng trả bao nhiêu tiền thì ra khỏi tù được, hay trả bao nhiêu tiền thì được cứu, hay là làm bao nhiêu công đức thì đủ để được cứu? Impossible. Tội lỗi không thể giải quyết bằng đường lối của con người. Thứ ba, Chúa Giê-xu là giải pháp duy nhất cho vấn đề tội lỗi. Chúa Giê-xu là giải pháp duy nhất cho vấn đề tội lỗi. Tại làm sao? Bởi vì chỉ một mình Chúa Giê-xu là đấng vô tội mới có thể chết thay cho người có tội được. Chỉ một mình Chúa Giê-xu là người vô tội mới có thể chết thay cho người có tội được. Và Đức Chúa Giê-xu không phải cứu chúng ta bằng lý thuyết, nhưng mà Ngài hy sinh chính mạng sống của Ngài. Và phải có Chúa Giê-xu chịu chết thì công lý của Đức Chúa Trời mới được thi hành. Đức Chúa Giê-xu phải chết, công lý của Đức Chúa Trời phải được thi hành thì chúng ta mới được cứu. Và thứ tư, đức tin là yếu tố cần thiết để giải quyết vấn đề tội lỗi. Đức tin là yếu tố cần thiết để giải quyết vấn đề tội lỗi. Quý vị có thể làm gì để được cứu? Không làm được gì hết. Chúng ta chỉ có thể tin mà thôi. Đức tin là yếu tố cần thiết để giải quyết vấn đề tội lỗi. Và cuối cùng, đây là điều quan trọng. Cái bottom line là nằm ngay ở chỗ này. Lòng biết ơn giúp chúng ta sống đạo. Lòng biết ơn giúp chúng ta sống đạo. Tại sao như vậy? Xưa nay người ta cố gắng để được đẹp lòng Đức Chúa Trời, mà cố gắng của chúng ta không bao giờ đẹp lòng Đức Chúa Trời được, bởi vì chúng ta là con người yếu đuối, tội lỗi, càng làm càng gây ra tội mà thôi. Vấn đề chúng ta cần làm là đặt lòng tin nơi Chúa. Và thưa quý vị và tôi là những người tin Chúa, và quý vị sống mỗi ngày như thế nào là tùy vào cái đức tin, cái lòng tin của mình, có phải như vậy không? Mình tin vào đâu, mình tin như thế nào thì cái nhân sinh quan của mình sẽ sống, mình sẽ xử sự, cách hành đạo, nói chung là mình sẽ sống trên đời như thế nào tùy theo cái niềm tin của mình, có phải như vậy không? Tôi sống như thế nào tùy vào niềm tin của tôi. Và cái niềm tin đó, khi chúng ta biết rõ như thế nào đó thì chúng ta sẽ sống phù hợp hay là xứng hợp với điều đó. Nếu tôi coi mọi người không ra gì thì tôi sẽ sống ích kỷ, tôi sẽ sống đời sống xấu xa nếu cái niềm tin của tôi sai. Khi tôi tin đúng thì tôi sẽ làm đúng. Tôi xin phép được dùng anh Cường để làm ví dụ buổi sáng hôm nay. Anh Cường từ khi tin nhận Chúa, anh chia sẻ với tôi điều này. Nói rằng trước khi tôi cũng tin Chúa chứ không phải là không, mà tôi sợ Chúa lắm. Mỗi lần phạm tội làm gì mình sợ, giống như Chúa đi theo bắt mình, giữ mình mà làm gì bậy ngay là Chúa đập mình chết. Mà từ khi anh thật sự tin Chúa, biết rằng mình được cứu nhờ ân sủng của Đức Chúa Trời, nhờ đức tin của mình, thì anh cũng sống đạo, cũng sống một đời sống tốt đẹp. Nhưng không phải là vì sợ nữa, nhưng mà vì làm sao? Vì yêu Chúa, vì tự động. Thưa quý vị, khi nào mà quý vị còn nhờ vào sức của mình, quý vị sẽ không nào
thể nào sống đẹp làm Chúa được. Mà khi nào biết rằng ôi cho mình tội lớn quá đi mà Chúa thương, Chúa chết cho mình. Tôi nói tất cả điều này vì sao này cho thấy rằng cái kinh khủng của tội lỗi và cái ơn vô giá của Đức Chúa Trời đối với mình, để mình sẽ không coi thường cái sự cứu rỗi mà mình tạ ơn Chúa, mình biết ơn Chúa, mình quý vị mình biết ơn Chúa, Chúa làm cho mình nhiều quá rồi, bây giờ mình làm gì để sống đẹp làm Chúa đây? Quý vị thấy được tất cả những điều này không? 500 năm trước, Martin Luther bắt đầu cuộc cải cách giáo hội bằng cách trở về với Kinh Thánh, trở về với ân sủng của Đức Chúa Trời, trở về với đức tin của mình. Buổi sáng hôm nay tôi kêu gọi tất cả quý vị, chúng ta cũng cần có một cuộc cải cách cá nhân tâm hồn của mình, trở về với lời của Chúa, trở về với ân sủng của Chúa và tiếp tục sống đức tin như lời Chúa dạy. Người công bình sẽ sống bởi đức tin. Chúng ta sống bước đi mỗi ngày là sống bởi đức tin. Chúng ta đã được xưng công chính nhờ cái gì? Nhờ đức tin. Vì vậy chúng ta hãy sống mỗi ngày trong mọi khía cạnh của đời sống bởi đức tin. Xin chúng ta cùng đứng.